À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Totan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của đế quốc Hungo. Và ở tập trước thì mình đã nói chung là đánh một trận tương đối với bọn cái thằng dợ này rồi đấy. Mình thấy rằng là lực lượng bộ binh của mình hoàn toàn có khả năng đấu tay đôi với bộ binh của bọn dợ phương Bắc, mặc dù chúng nó toàn là các lính đây này, chiến binh Bắc Âu tinh nhuệ rất mạnh. Đây, rất nhiều các lính rất mạnh đấy, nhưng mà không sao, mình thấy ăn được. Và mình đã cướp thành công cái thành này của nó rồi, thì có lẽ bây giờ thì mình cũng chưa muốn... Bây giờ quân của mình đã thiêu vong khá là nặng, nên là mình chưa muốn... gì nhỉ? Bây giờ... Chưa muốn cứ đốt nó vội để phục quân một xíu đã. Mà đốt được cái chứ nhỉ? Cái chính là mình muốn phát triển đốt sứ đi được. Thì âm tí tiền thôi mà đỡ mất thời gian. Lần sau mình còn di chuyển tiếp. Có mỗi con đoàn của Attila đang đánh trận thì bị thương nặng hơn thôi. Rồi nâng cấp ít lương thực lên để kiếm chiếc xe. Bọn này làm sao dám xông vào đây? Thôi, qua lượt đấy. À, đảo qua xem tình hình. Hai tướng này. Tất cả mình có tất cả 4 tướng rồi. Đâu nữa nhỉ? Một này. Hai. Một tướng nào nữa nhỉ? Chưa nhìn thấy. Một tướng nào nữa mà mình chưa nhìn thấy. Mới có 2 tướng được bổ nhiệm. Một tướng nữa đâu nhỉ? Có 3 tướng ngoài Attila ra còn 3 tướng không ạ? Một này. Một hai này. Chính khách mà. Một hai. Quá nhỉ? Chả biết thằng nữa là thằng nào. Để bổ nhiệm cho nó lên tính mà. Chả nhìn thấy nó đâu. Rồi, đại hãn của chúng ta rất mạnh. Đại hãn của chúng ta cái thằng con... À đâu rồi. Chắc không có vấn đề gì lắm. Tiền thì không sợ lắm đâu, bởi vì âm cũng chả sao. Chúng ta có thể kiếm lại được. Hôm nay còn một thành duy nhất ở đấy à? Hô, thằng này lại thân với mình được rồi mới lại. Thằng khỉ này tự dưng nó đòi chiến tranh mình. Visigoth định cư ở đây à? Thanh niên này thì đi du mục rồi. Mấy thằng phương Đông có vẻ mạnh ghê nhỉ? Thôi rồi, cứ quan lửa đã. Không có gì đáng sợ. Không có gì đáng sợ mấy thằng này cả. À, ủa, chứ nó có một thành mà nó lấy đâu ra tiền, nó là để lắm quân thế nhỉ? Bình thường mình mà có một cái thành duy nhất thế thì nuôi một đạo quân còn chả nổi. Thì lúc AI nó cũng kiểu hack tiền thế nào ấy.
Ôi giả lại thêm một bọn đi đằng sau chuẩn bị ăn mình à? Bọn này ăn được không là vấn đề. Đốt lốt cái thành bên trên kia của nó luôn, cho chúng nó du cư hết. Cho bọn này du canh du cư luôn. You have recruited so many units, the treasury is buckling under the weight of their upkeep. Capturing new territory would spread the cost, as well as putting your troops to good use. Rồi, ta hiểu thế này. Dùng cho nó hết, năm mươi mấy tuổi, sắp dẹo. Come, sit, share my fire. On our way. Ready for more orders. Đốt hết nhà nó cho anh. Đốt hết nhà nó cho anh. Ready for battle. Mấy thằng kia đuổi theo anh à? Đuổi được hay không mới là vấn đề. Your next command. Tengri guides my steps. Đuổi được hay không mới là vấn đề đấy. Thằng này mò đây à? Chết chùm với nhau à? Thích chết chùm với nhau à? Yes. I will find our weakness. Nói gì thì nói, mình phải khử bớt mấy thằng này đi. I shall see them to their ancestors. Quấy rối quân đoàn mình, rửa hơi sắp lận. Rồi, một thằng. Hôm nay mình sắp xong. Đợi được cả hôm nay nữa. Come, sit, share my fire. Hôm nay ông kéo quân ra đây. À, nó chui ra. For the gods. Chọn đánh đêm là chúng nó thua luôn đấy. Là mình đốt được cái thành của nó. Đúng rồi, chọn đánh đêm là mình đốt được luôn thành của nó. Tiếp là quân đoàn này hơi thương hơi nặng. Này bị mấy thằng spy nó đốt cho nó cắn trộm nên là bị thương khá nặng. Công thành to mà dùng huyết ngựa thế này thì nói chung là hơi đặc biệt đấy, nhưng mà ăn được hết. Chúng ta có hai xe bắn đá, chúng ta vẫn có thể tấn công được. Cái thành của nó bị vỡ khá nhiều rồi, do bị vây quá thời gian quá lâu, tiêu thốn lương thực và thành của nó cũng bị tan vỡ nhiều rồi. Bị vỡ khá nhiều rồi. Đây. Vỡ hết à? Tiến thẳng vào luôn được. Nhưng chỗ này là bị vỡ rồi. Chúng ta có thể tiến vào luôn. Nó còn cái tháp canh ở kia, những cái nhà quan trọng tháp canh. Nó có quân hải quân nó đổ bộ vào đấy.
bọn kỵ binh cận chiến này chủ yếu nhiệm vụ bảo vệ tướng và chống kỵ binh đối phương mà. Ủa, những ánh lửa lập loè trong đêm. The enemy draws near, fools. Wiser men would flee before our numbers. Rồi, mình nghĩ là so truyền pháo bằng cái chuyện này. Cho mấy thằng kia đổ bộ vào đánh nó dễ à, tan nát thành nó luôn rồi. Dã tên của mình 53 cái thằng la mã củi ấy. Dọa anh à. Úi dồi. Ôi dồi mình dàn quân ngay giáp biển này. Kẻ cướp bóng đêm à, con đội ngựa này, đội kỵ binh à, ra đây. Dăm ba cái thằng bộ binh nhỉ, đổ bộ đây. Úi dồi ôi, chưa lên bờ đã ăn tên no rồi. Ăn no tên rồi. Ánh trăng. Ánh trăng mờ à. Enemy units have returned to the battle. Úi dồi. Chưa trèo lên bờ chết sạch. Phủ phủ nó sẽ là... Ôi giời con. Học tướng chạy lốt. Giải quyết có vẻ easy quá nhỉ. Thành nó bị vỡ hết rồi.
Với cả quân đoàn này rất mạnh, quân đoàn này rank cao lắm. For the tribe. Từ đã, bây giờ thì mình sẽ ready for action. Chạy quân đoàn này đã. Đến này mới được bổ nhiệm nhiệm. Tốc độ di chuyển này, xung kích cho kỵ binh này. Sát thương cận chiến cho bộ binh thì không cần lắm. Sa mạc à? Giáp cho đạo quân chỉ huy. Quan trọng đấy, bởi vì là hung nô giáp hơi củi. Sát thương cận chiến này cho kỵ binh này, thằng này chơi với kỵ binh này. Chiến đấu ban đêm, cộng 10 sĩ khí trên chiến đấu ban đêm. Phí tuyển dụng, phí duy trì trừ 10% cho kỵ binh. Ờ, cái này quan trọng này. Đâu nhỉ? Đây. Để nó chơi rất nhiều kỵ binh. Cái này cho kỵ binh này, phí tuyển dụng. Rồi. Rồi. Con này toàn chỉ số tốt này. Tướng cấp 2, chỉ số rất tốt này. Warriors all. Cho thanh niên này đốt cái thành luôn. Bọn cho nó buộc phải khôi phục lại thành. Khôi phục lại mình để đánh tiếp. Yes, what? Bọn này thuộc nhóm La Mã, nó không thể đứng duy trì được. Come, sit, share my fire. Nó không thể duy trì được. Nó buộc phải khôi phục cái thành này lên, hoặc một cái thành nào đó. Tốt rồi. For the tribe. Quân đoàn này rank cao lắm. Đây này. Quân đoàn cấp 6 à? Quân đoàn cấp 6 mình sẽ cộng vào cái này một chút xíu nữa. 3 cái này. Cấp 7 cộng vào cái này, cấp 8 cộng vào đây. Cái này cho quân đông này, đế quốc quân đông này. Manji này. La Mã, La Mã không cần, cộng 2 cái này cho nó. Cái này nữa. Tốc độ di chuyển. Cái nhánh bên này thì không cần lắm này. Đoàn kết cái dựng trại sĩ khí để vùng địch chả quan trọng như thế này. Rồi tiền thì không được nhiều lắm nhưng mà thôi sao, chúng ta cứ cướp bóc và có tiền sống hết. Yes. Wow, người ta thời tiết xấu quá. Giá thời tiết tốt hơn giải quyết cái bọn Bắc Âu ấy á, thời tiết để bọn Bắc Âu ấy. Chán lắm. Gì? Pem mình à? Xem bọn này là thế nào. Ra trận này mà đánh thì mình ăn được, nó còn giáo binh không thích viện. Có điều là mình thích rồi đánh một trận to tí cho nó vui nhỉ, đánh trận nhỏ nhỏ mãi chán này. Có thể chạy để xong rồi mình phục kích mình đánh đêm cũng được, nhưng mà mình thích cái kiểu này hơn đó. Cho nó vào. Ôi dồi ôi, đánh trên đồng bằng à. Vậy thì nó dẹo rồi. Có điều mình chưa biết quân tiếp viện của mình vào từ đâu. Vào từ đâu thì vào cho khẩu pháo lên đỉnh đồi thôi.
có vẻ như nó phần lớn là bộ binh. Lính giáo thì nó chiến khắc chế kỵ binh của mình rồi, nhưng mà có khắc được hay không là vấn đề. Mình cũng có quân tiếp viện mà, sợ gì? Nó dám tấn công mình thì là nó liệu. Ôi, tấn công được hai đầu à? Friendly banners. Our reinforcements arrive. Mình sẽ tiến từ đầu bên kia vào. Chưa biết quân tiếp viện ở đâu mà. Đâu vậy? Trời mà chết luôn. We have sighted the enemy. À, bên kia, bên kia, được. Ai da. Warlord! Bosporan Infantry! Warriors, move out! Tiến lên em ơi! Battle group ready! Scrap is ready! Move it! Battle group awaiting your word! Warriors, move out! Forward! Fearless warriors! Horse archers! For our ancestors! Ba cái thằng Bắc Âu này mà phải dọa anh. Chơi bọn này cho anh. Ba cái thằng Bắc Âu. Dăm ba cái thằng Bắc Âu đấy, dám láo. Cho đây lúc nó lên. Chuyển xa mấy tổ pháo mình ra. À, lại rút rồi, hay á. Tốt, tốt, tốt. Chuyển sang tấn công cánh bên kia, tốt. Mày chết. Tướng của nó kìa. Sống rồi, nó đến được tới đây rồi. Lại tràn xuống bên này. The enemy general is dead. Tướng nó chết rồi. Rồi nhá. Bộ xạ kỵ này à. Đến ra đây đi. Đội rìu đứng đây. Đội rìu đứng đây. Xe bóng đá. Lã. Chơi mấy thằng rìu thôi. Mấy thằng kiếm thì không có sợ lắm. Kìa đội bên này đâu rồi. Lên đi. Phát nó luôn.
nhầm. Bắn đạn lửa này. Bắn đạn này cho anh. Đúng quá. Rồi, nó áp sát rồi. Rêu à. Xông lên. Ừ. Chưa lại. Đỗ thẳng một ít. Speed cũng sợ lắm. Dây của nó chuyên để chống. Ok kìa. Đâu là khẩu pháo mình đâu. Tạm thời đi, chờ bọn kia đến gần. Rồi, sóc luôn bọn này đi. Đồ cận kỵ của mình. Một phát đạp từ đằng sau lưng. Rồi, tranh thủ đây. Bộ binh chúng ta sẽ làm đường chỗ này. Trời ơi, sốc phát này, mất tinh thần luôn. Rồi, lại chúng ta sốc tiếp. Giải quyết hết cái cánh như này. Tướng quân chúng ta bị tấn công á. Thằng nào dám tấn công? Viu đâu? Vào đây chém. Kiếm cái làm tường á. Viu sẽ... Kỵ binh của chúng ta thì đạp. Rồi. Ôi, bộ binh của chúng ta đang không chịu được nhiệt nữa rồi. Nó sốc phát nữa là nó sẽ dẹo. Bọn này đâu rồi? Mấy thằng này đâu? Đứng đây, bắn luôn. Bắn tạt xuyên ngay. Sốc kỵ của mình rồi. Tiếp tục đạp vào đây cho anh. Đạp cái này chúng ta mất tinh thần nhanh lắm. Rìu nữa, chém hận trương. Ta phải xoắn. Hướng chạy dịch ra đây, cả chết toi anh. Ôi, uầy, sốc phát chúng nó mất tinh thần luôn. Rìu nữa, vào đây, chém đây. Dám tấn công mình ngoài lão quá. Rồi giải phóng được cánh này rồi. Sốc thẳng mặt, sốc thẳng mặt. Rồi à, vẫn còn... Ôi nó tấn công ở đây đông thế. Tấn công cho em mình để. Rồi. Ai dạ ôi, đội sốc kỵ bên này nó giải quyết hết cả cánh này rồi. Còn vào đây. Lên đây đi, phòng thủ trên này. Rồi, phòng thủ của chỗ này đi. Đây, chỗ này dày quá. Tất cả bọn dìu luôn. Đang. Rồi. Xả kỵ cái đứng đây và ăn đi. Cho mấy sốc kỵ này nữa. Rồi được pháo rồi. Đã vào đây. Mày dám đùa cái sốc kỵ của hung nô à. Sốc cho vài phát chạy hết cả đám. Cận kỵ cũng sốc được mà. Có điều không mạnh như là sốc kỵ thôi. Cứ đạp từ đằng sau lưng thì có vẻ giáo binh Bắc Âu thì cũng chết. Đây rồi, một phát này nữa là chúng nó đi cả đám này luôn. Bắn nhiệt tình chúng nó đây. Ờ,
rồi, đi luôn, sợ chưa? Sợ sốc kỵ của Hung Nô chưa? Mày dám tấn công chưa? Tội to lắm. Rồi, đám này của mình cũng bị thương khá nặng đấy. Không sao. Sốc kỵ của mình mấy thằng dìu luôn à? Mấy thằng dìu thương nặng quá nhỉ? Thanh niên nào còn trẻ khỏe đẹp trai xông lên trận này. Áp sát cho nó đã, rồi sốc kỵ sẽ giải quyết. Chúng ta bỏ chạy có tổ chức rồi. Ba cái thằng Bắc Âu này, mấy cái thằng dợ này, nó láo với anh. Nghe rồi à? Những đơn vị tinh tú nhất còn lại đâu? Thôi rồi. Sợ mẹ thì chúng nó ăn luôn, đám còn lại. À, lực lượng của nó gần đây rồi. Pháo mình thôi. Chuẩn bị. Từ từ, chờ đợi nó đến. Không được gì để vội. Sốc kỵ đâu? Đây, cận kỵ đâu? Sợ thật, sốc kỵ của Hung Nô nó sốc cho một phát đã đi hết cả đám luôn. Phải đợi mấy thằng dìu đến sau một tí. Mấy thằng kiếm này đàn hàng đến trước. Xa nó cho anh ăn luôn bọn này. Ô chạy vòng ra đây ạ. Vào đây rồi, phát đạp này thì mình chết hẳn luôn. Rồi, được sốc kỵ rồi, đạp vào đây. Chỗ này để mấy thằng xạ kỵ giải quyết.
Úi dồi, úi dồi. Ôi, xạ kỵ lùi ra. Ôi, đội xạ kỵ này không nên cận chiến. Rồi. Nó lát à? Xúc kỵ rồi. Xúc kỵ đang vào. Xúc. Đấy, cái thằng giáo binh bắt đầu. Ôi, trận này thương vong. Phải nói là tương đối đấy. Thằng giáo binh này liều nhỉ. Nào. Đội xúc kỵ gì vậy? Lao à? À, mấy thằng giáo binh này lên đời cuối nó có lao nó lên. Quẩy chứ lên lao thế cả. Chết hết rồi. Chi đuổi. Không để cho chúng nó thoát. Không để chúng nó thoát. Sát hết rồi. Rồi. Láo ấy. Biết anh là ai không mà dám kêu anh đắng. Ôi nhưng mà bây giờ mấy thằng kia mà nó. À nhưng mà thằng kia nó chỉ có một đạo quân thôi. Không có mình đâu. Răng ba cái thằng biết kỵ binh thương dài hắn biết tinh nhuệ đấy. Ủa, anh ấy trèo lên trên thảo nguyên trời quá đẹp. Sao rồi mày lão này, 8.000 quân à? Mày dám 8.000 quân mà mày to á hả? Dẻo đạo quân mình. Thương vong lặng quá nhỉ, được hồi được 13%. Mày tan tác luôn. Láo có tổ chức. Chạy re kèn. Không sợ, mình có hai quân đoàn đi cạnh nhau này là mình không sợ à? Hai quân đoàn đi cạnh nhau là hoàn toàn có thể chơi được. It's a time when warriors must sheathe the sword and talk for the good of the people. Thêm cái tiền nữa đi. Dù sao thì anh tạm thời anh chưa có đánh nhau mày. Mấy thằng này chảnh ghê. Thank you.
6 kiểm soát. Khu vực phía dưới này à, mới là vấn đề. Con này chán sống à? Yes. Làm sát nó cho anh. The shadows take them. Was there ever a doubt? Thanh niên này cắm được chạy. How can I help? Thanh niên này có cắm được chạy, thiếu một cái xe bắn đá. To battle! Get moving! Nó khôi phục được cái thành ở đây lên. Ready for battle. Quân đoàn này gần full, vậy. Sword of my people. Ready for quân đoàn lên cấp à? Đạn dược này. Rất quan trọng đạn dược, bởi vì là chúng ta sẽ cần phải bắn nhau nhiều. Dứt điểm luôn một hàng nữa. Chọn hồi quân á, để hồi thêm quân. Xử lý nốt mấy thằng rượu thì nữa để hồi thêm quân á. Hồi được thêm quân nữa nào. Cậu có cái này tăng xảo quyệt lên á. Thầy có thể sau này sẽ cho làm thái tử được nhỉ. Toàn tên là Anzac. Anzac này này. Có Anzac này ở đâu nhỉ? Đây à? Xa thế? Nó là con hoang à? Núi thù gia tộc, con này cũng ngon này. Tóm lại là mình có những cái tướng rất là giỏi. Thôi được, tiếp tục Ready for battle. Cho ai lên ngôi thì cũng là cả một vấn đề đấy. Tăng cái xảo quyệt để nó tăng phòng thủ phí duy trì quân nữa. Giải quyết lốt mấy thằng rợ này. What do you want? Come, sit, share my fire. For the gods. Move out. Ready for action. Tengri guides my steps. God be praised. How can I help? Sword of my people. Rồi, để con bảo vệ nhau á. Quá nhiều tiền nhỉ. Ready for battle. Được. Thanh niên này chắc chưa đủ tuổi dám đánh đâu. À, nó còn quân nữa cơ mà. Yes. The ravens come. Giết mấy thằng spy trước, mấy thằng này nguy hiểm. Tới à? Chạy tới nó có thể đuổi mình à? Nhưng mà quá xa để nó có thể tấn công. Nói chung là cũng hơi nguy hiểm đấy. How can I help? I will find their weakness. Thời tiết chưa được tốt lắm. God be praised. How can I help? Ready for action.
Anh giả lên móng ngựa vàng. Móng ngựa vàng thì nó chạy nhanh hơn thôi. Nó chạy đấy. Đứng lên một phát là mất nhiều quân lắm. Thằng này à. Mãi chưa lên được cấp. Hết tiền rồi. Căng quá nhỉ. Really? Nothing more? Mất tiền. Lại phải tích tiền này, chết dở rồi. Chiến binh Uran tuyển chọn thay thế cho chiến binh Uran. Kỵ binh Norcock thay cho kỵ binh ác quỷ Hanik. Được, để xem nó thế nào. Lại rút ra biển rồi. Rút ra đốt hết nhà mày luôn. Kim gia Ascun vẫn còn. Đế quốc Sassanid. Bọn tướng nhỉ? Ăn được không? À, rút rút rút, không dám ăn. Không dám ăn, tốt rồi. Hoạt động tình báo địch thất bại chí mạng. Mày chê, thất bại thỏa đáng. Lấy vợ à? Cho nó lấy vợ cũng được mà, vợ nó trông ngon. Tốt rồi. Lên rank tốt rồi. Thirsty for battle. Có hai cái xe bắn đá. For the gods. For the tribe. Mèo như con mèo luôn. Trận này mình chọn phục kích và đánh đêm như thế nào nhỉ? Trận này đấu tay đôi thì ăn được. Chơi bọn kỵ binh cho nó lành. Kỵ binh cho nó nhanh. Mà chạy lên quận này. Chạy lên quận này. Chọn đánh đêm này. Chứ đó trong rừng rồi. Phản ứng cao đánh trong rừng rồi. À không sợ lắm. Đánh đêm thì tao lại thêm. Thôi đánh ban ngày cho nó sáng sủa. Sợ gì bọn chúng nó mà cứ phải đánh đêm. Dăm ba cái thằng. Ôi giời, nó toàn ném lao. Có mấy khẩu bắn đá nào. Hổ báo thôi. Bây giờ cái địa thế xấu đấy nhỉ.
Sao ra chỗ này? What do they say? What a group awaiting your work! Trận này có thể sẽ bị thương nặng bởi vì là nó có pháo, mình sẽ phải xử lý pháo của nó trước. Xúc kỵ của mình đây mới là xúc kỵ đời 3 đấy, chứ không phải xúc kỵ đời cuối đâu. Chưa nhìn thấy chúng nó đâu, chưa nhìn thấy khẩu pháo đâu. Nhưng pháo của mình xa hơn, buộc nó phải tấn công. Pháo của mình từ từ á, đừng bắn được. Kỵ binh của mình lấp trong rừng. Lấp sau vách núi nó cũng không quan sát được. Nó có cái xe bắn đá nhưng tầm bắn của nó ngắn mình, chưa tới được. Cho nó chui ra khỏi cánh rừng này đã. Pháo nó ở đâu đấy? Hai khẩu pháo ở đây à? Cứ để cho nó lộ diện đã. Ok. Pháo nó ăn mình rồi đấy. Quá dạ. Ai à, ôi pháo nó bắn ác thế nhỉ. Rồi
giúp ta đó. Chơi bọn kia của nó. Xử lý hai đội pháo của nó. Mày chơi bọn này. Rồi lửa nó đi đã. Chơi được hai quả pháo lại của nó thì mới ăn được. Enemy units have returned to the battle. Ok, chạy ra. The enemy are ambushing us. Ném lao chết ác phê nhỉ. Nó không sợ tiện này nhát thì chạy đi đâu. Sử được xong cái khẩu pháo rồi. Rồi, bọn em hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đưa vào rừng. Ăn thằng tướng nó chơi. Cần. Đây rồi. Sốc thẳng mặt tướng nó. Tướng nó đang mất tinh thần rồi. Mày đuổi à? Đuổi à? The enemy general is fallen. Tướng địch đã chết. Ôi rồi. Đuổi à? Thế nhỉ? Thôi kệ. Kinh quá. Vòng ra đằng này giết mấy thằng ném lao nó ra. Rừng không chạy nhanh được. Cấu gì à, cấu gì à, cấu gì à. Bọn này nó đánh rừng có đánh không? Chạy trở lại đâu được cơ chứ. Vấn đề chạy đi đâu mới được. Chạy chưa đâu chứ hả? Khỏi hết nắng nào. Chạy đi đâu cho khỏi hết nắng nào. Quay tròn cho nó lại.
mất tinh thần hết rồi. Stop. Năm ba cái thằng. Mấy cái thằng bắt đầu rồi. Mấy cái thằng bắt đầu rồi. Đánh anh mất nhiều quân phết đấy. Dạ. À mình thiệt hại nặng hết nhỉ. Nó có mấy khẩu pháo nó bắn chết mấy con ngựa mình vướng quá. Mình bị chạy trong dính. À mấy đội ngựa kia bị vẹo à? Lại tốn tiền anh phải mua lại à? Lại tốn tiền anh phải mua lại đó. Mà mình cũng đang chuẩn bị thay thế đội kỵ binh mạnh hơn mà. Đội kỵ binh đời cuối mà. Xem nó có được đã chơi phải chơi là đời cuối luôn con lực lượng kìa. Đang còn đội đời cuối. For the gods. Có đội kỵ binh đời cuối nữa. Lên chưa nhỉ? Đây chứ nhỉ? Phải lên được cái này đã. Thiết kỵ thảo nguyên. Ready for battle. Xem nào. Kỵ cung quý tộc. Ôi lật vãi cả mắt. Mạnh hơn thằng này tí teo. Đan còn thấp hơn cựu cung quý tộc được mỗi cái là trâu. Ui xung kích của nó 279 thảo nào nó sốc áp thế. Bọn này giáp mới thấp được ăn được. Được, chả sao. Không sao. How can I help? Ready for action. Không được, đánh đêm sợ e là sao con đoàn mình. Share my fire. Nó lên đờ phát nó đuổi được là chết rồi. Tengri guides my steps. Cho hai thằng chạy cạnh nhau tí đã. Hồi thêm tí quân nữa. Hồi thêm tí quân nữa cho chắc cờ thứ hai này. Đánh tách hai con đoàn này ra là mình cũng hơi mệt, vừa là đùa. Thirsty for battle. For the gods. Thân nhiên này hồi khá tốt. Ready for battle. Warriors all. Cho nó thêm một cái xe bắn đá nữa. On our way. Starting out. Hết tiền để mua. Vãi cả xoài. Ready for battle. Hạng nặng. Bộ binh hạng nặng. Chuyên dùng để chống kỵ binh. Bọn này là chuyên sát thương xuyên giáp à? À bọn này thì nó thay cho bọn này thôi. Đúng rồi. Lâng lên, lâng bọn này lên là được. Ôi bọn này mạnh hết nhỉ, đam nó to. Mạnh hơn bọn này. Nhưng bọn này thì nó thủ khỏe. Bọn này sĩ khí cao hơn, bọn này sĩ khí thấp hơn nhưng mà máu với giáp rất là cao. Tùy chứ, đánh bọn Bắc Âu phải giáp to mới chịu được. I am the knife in the dark.
I will end them. Even if the enemy succeed, biết bằng hết bọn này. What do you want? Tuy nhiên này lò mò ra đây. Nó vẫn còn một đội quân nữa ở đây à? Ochogod. I am sure you have many pleasant. Thằng nào nãy nó đề nghị hòa bình mình nhỉ? Thằng này à? Are you brave or foolish or just mad? Đòi tính tiền đấy, mình đang nghèo. I will listen before I turn you inside out. Ôi giời, 1500 vẫn cao à? 2000. Ôi, vẫn chịu đấy. 2500, mình đang nghèo quá. Tốt rồi. Thằng nào chịu hòa bình là mình. I am sure you have many. Giờ phải lúc kiếm tiền đấy. Are you brave? Không chịu. Be well. Đệ của Sassanid à? Đệ của Sassanid thì đương nhiên là nó không chịu rồi. Am I always to... À, để mình hòa bình nó lại đánh tiếp. À, không chịu. Hòa bình thoát ra. Không chịu à? À, nó chiếm được một tỉnh ở phía nam này nữa. Dương Tê. You have the ear of my people. Do. Bùn nhìn nó chịu rồi. Hòa bình phát mà tăng lên kinh thế này cả. You have the ear of my people. Khó đòi tiền quá nhỉ. You have the ear of my people. Do not waste words. We are worthy of better. Cao à? Đòi trên cái tiền. Úi giời, 1000 nữa chịu. 2000 nhá. Our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders such as peace. What say you? Được à? 1800 nghe. Được thì vẫn được chơi nhá. Tốt. You have my attention. Không chịu à? Thế lại có thêm ít tiền. Thế có phải là mua được cái xe bắn đá nữa không? Thế có mà. Thế đứng đấy hồi tí đã đi. Để mấy thằng phương Bắc này giải quyết. Mấy thằng phương Bắc này phải mua lại ngựa đấy. Thế này thì ngon rồi. Thằng viên này mình nghĩ là nên thêm một đội này. Make your ancestors proud. Ready for action. Bỏ xe bắn đá đi. How can I help? Warriors all. Athena cho thằng này phát một cái xe. Sword of my people. Rồi, bây giờ mua cái xe bắn đá lại. Fight with us. Rồi. Chắc phải ngồi lên mấy lượt nữa. Cứ bình tĩnh, đánh nhau không nên vội vàng. Thua là vỡ mồm đấy. We need good fighters. Rồi, vừa đẹp. Vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp, vừa đẹp. Come, sit, share my fire. Rồi, qua lượt đã. Cứ bình tĩnh. Chúng ta có đánh nhau ở Bắc Âu này thì cũng từ từ hồi đủ quân mới đánh nhau. Nhưng nói gì thì nói mình phải xử lý cái thằng La Mã Cùi ở trên kia. Hay là tiến xuống phía nam đốt cái thành bên dưới của nó nhỉ? Thành bên dưới của nó toàn là hải cảng. Nhưng thua. Mình có đốt thì nó lại chiếm lại à? Kệ á nhỉ? Cho nó kiểm soát khu vực Hy Lạp một tí nữa. Đốt cái thành trên này được à? Quân của mình cũng bị thương khá nặng để đánh nhau với cái thằng Alamit kìa.
Chúng nó bỏ thành đi đâu ấy? Bỏ ra ngoài cắm trại à? Lại trời tuyết rồi. Tuyết này lại phải cắm trại mất mấy lượt. Không đánh được, nhưng mà mình đang có tiền. Dù sao thì ta cũng cần được một quân. Quân của mình đang thương cá nặng. Bình tĩnh đi. Chiến tranh là không thể vội vàng. Ready for battle. Ai già nâng cấp vào cái gì đấy? Móng ngựa à? Chính xác. Một lượt nữa mới hồi quân lên. For the tribe. Mấy thằng spy nó hướng nhỉ? The shadows take them. What I intended. What do you want? Honor me if you must. Yes, what? Was there ever any doubt? Moving unseen. For the gods. I will end them. I've seen it done. Còn láo được không? The shadows are friends. For the tribe. Mắc rồi kìa. Thirsty for battle. Heading out. For the gods. Còn nó cho được vào quân đoàn rồi, cho vào quân đoàn. Die for my people. To work then. I'll scout ahead. Qua be praised. How can I help? Chiến trường Bắc Âu mệt lắm. Còn mỗi một cái thành đấy thôi mà đốt cũng mệt. Trận trước mà mình đánh thì cũng được, nhưng mà ba quân đoàn của nó quay vào cho thì mình chết. Cứ từ từ thôi. Nóng vội là đồng nghĩa với thất bại. Đánh nhau ở Bắc Âu thì mình rất ngắn. À, nó rút quân đi à? Rút đi đâu anh đốt hết đây này. Cứ chờ quân hồi, thời tiết tốt, quân hồi lên. Quân thương nặng quá. Cái này mà mua các đội quân đời cuối thì tiền đâu ra nhỉ? Ngon thì ngon thật nhưng mà đắt quá. Dùng với bọn đấy ba này thì thấy cũng ổn rồi mà. Sốc vỡ mặt nó luôn rồi. Cựu binh thương dài, tiên phong. Lều pháp sư này. Nâng cái lều pháp sư để tăng cái này lên đúng không? Đúng rồi. Nhân giống ngựa tăng thêm lực thực. Yes, I will tend to our warriors. Hai lượt nữa. Warriors all. Một hai lượt nữa là công được. Come, sit, share my fire. Tranh thủ đang ngồi này thì đi. Ready for action. Cấp nhà cửa.
cho con đàn dưới này đánh nhau. Dưới này cũng băng giá à? Chúng ta băng tiếp này. Come, sit, share my fire. Succeeding is what I do. Xong. Warriors all. Cũng đang hồi. Ready for action. Con đoàn này thì ngon này. Chỉ có tiền để nâng cấp bọn này lên. Nâng cấp lên mình kéo vỡ mặt. Nâng cấp lên kéo còn áp tiếp điện tăng vãi trưởng lên vẫn mất mồm. Pháp sư của bầu trời. Thiết kỵ thảo nguyên. Bọn này mạnh hơn. Xem thì phải xem bọn này mình mới biết được quân đoàn mạnh nhất là quân đoàn nào. Thirsty for battle. Nếu có lính mạnh nhất thì xem bọn này. Cung thủ thảo nguyên có khiên tròn. Đây à? Kỵ binh thương gia hay đích tinh nhuệ. Chưa có gì mới. Norcott thay thế cho kỵ cung ác quỷ. À, cái này mình phải nâng cấp nhà ngựa lên đầy 4 mới có được. Ôi trời ơi, làm gì mà dùng mấy cái bọn đấy đâu. Tiền đâu mà nuôi cái bọn đấy. Dùng đấy ba đã sắp chết rồi. Đang nghèo, tích tiền đi đã. Nghèo, tích tiền. Quân của chúng nó bây giờ cũng rất mạnh, toàn là lính đời cuối thôi, mà chúng ta thì mới đang dùng lính đời 3. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là chúng ta lính đời 3 cũng hoàn toàn có khả năng sốc kỵ đời 3, có thể hoàn toàn để đoạt chết mấy thằng giáo binh Bắc Âu luôn. Thời tiết vẫn chưa thể tốt hơn được. Kỳ hạn làm việc đã hết. Lấy vợ à? Cho nó lấy vợ đi cũng được mà. Vợ cũng đẹp. Vợ của nó cũng đẹp. Đâu à? Cho mấy thằng thăng chức cho mấy thằng quân này. Thằng nào cầm binh quyền. Hai thằng. Còn một thằng nữa là nào? Ba thằng. Thế là rồi. Đại hãn quá chán đời, chỉ số cùi nhất. Không ra nữa.
tăng quyền lực đáng kể. Vấn đề là có thành công hay không. Yes. Chó. Come sit, share my fire. Lên cái bọn kỵ binh này tốn tiền nhỉ. Lên cái này nó thấp thấp. Lên cái đấy thì có lương thực ạ. Cái này thời tiết tốt hơn một xíu rồi. For the tribe. Bọn này toàn kỵ binh. Bọn này bộ binh. Ready for action. Tengri guides my steps. Your next command. Ready for battle. Nó thấy quái nào đây? Đầu độc à? On the move, lads. Không cắm được chạy à? Come, sit, share my fire. Tengri guides my steps. Warriors all. For the gods. Thế mới tòi đời. How can I help? Vô mấy cái thằng gián điệp này, hướng thật. Moving unseen. Mất khả năng di chuyển đấy. Nothing more. Mất khả năng di chuyển của mình. Đốt lốt cái thành trên này của nó. Diệt luôn mấy quân đoàn này. Cái quân đoàn là toàn kỵ binh kia thì chắc phải dùng bộ binh đánh cho nó chắc. Bọn này kéo quân lên đây để bảo vệ lẫn nhau à? Mình đốt hết ở phía bắc lần đó. Lính sang nước Anh, đốt nước Anh. Quân đội nó không dám tấn công mình, nó chỉ dám cho bọn spy đi phá hoại. Mày lên cái mức này thì bị trừ đi tăng trưởng du mục rồi, tăng thuế suất, tăng đoàn kết, cái này nó tăng trung thành quan trọng hơn. Come sit, share my fire. On the move, lads. Ready for battle. Tengri guides my steps. What do you want? I'm looking, looking for the enemy. Cứ việc một quân nếu có thể. Thời tiết đã tốt hơn rồi. For the tribe. For the gods. Mày hả bưởi?
Khử mấy con chó của nó trước là xong, gì đâu. Mưa thì làm sao mà đạn pháo mình có tác dụng được. Đã đêm tối lại còn sương mù này thì nhìn thấy cái gì? Vãi cả thời tiết của Bắc Âu. Được cái là chúng ta có pháo này, bắt chúng nó phải xông ra được. Có pháo lùi sâu sâu tí. Chủ lực tấn công bộ binh của mình là bọn này. Sốc kỵ, cận kỵ nó chỉ có nhiệm vụ bảo vệ pháo và bảo vệ tướng thôi, và chống kỵ binh khi cần. Vào đây con. Phải ra chứ nhỉ? Bởi vì là... Ôi, nó phải ra mà. The enemy draws near. Mấy thằng cẩu tặc của nó đang đến đấy. Hôn vãi nhỉ. Tờ kỵ binh nó đang đến kìa. Thank you.
Lý Bình chúng mày khôn vãi chưa? Have rallied and returned to the battle. Chó trước kìa. Ôi chết rồi. Mày con chó này. Tiến nhanh nhỉ. Tự tướng vào trước đấy này. They are trying to take out our general. Defend him. Tướng chúng ta bị tấn công à? Kìa, làm gì mà chạy ra đây này. Rồi, tấn công hết phòng tuyến đằng sau rồi nha. Chết, mất khẩu pháo của anh đó. Enemy has obliterated an entire unit. Những thứ khác tính sao? Đội sốc kỵ này còn chả sợ mình có khi mình bỏ vốn bọn cận kỵ. Cái sốc kỵ này nó ăn không tốt mà nhỉ? Cái tội hay đắt. The general has fallen. Our victory grows ever nearer. Nó thả chó à? Đánh cho màn đêm, úi sổi, mất tinh thần hết rồi.
Thôi từ từ em ơi, bút ra sốc phát nữa, cực gì để vội. Ok, nhanh bọn này. Dâm ba mấy thằng ổ định dọa anh à? Sốc kỵ đã đạt đủ chết. Ui, nó dựng pha lăng chưa? Chưa kịp dựng, nó nát luôn. Pha lăng lên là mình cũng vỡ đòn đấy. Mày mất một khẩu pháo mình rồi. Vô pháo đắt lắm, pháo thì thực ra mình chỉ để gọi là một chân dự bị thôi mà. Biết là thế phí mất tiền mình đang chất chiêu từ đầu một mất khẩu pháo rồi quá. Not possible. Possible. What do you want? The ravens come. Bạn chí mạng. Ôi giời, bọn này. Ready for action. Athena. Let them cower. Besieging settlement. Nó toàn hải quân với bọn trong thành. None will escape. Nó toàn hải quân rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Thằng này á, thằng này gặp được bọn này nó diệt chết luôn. Chỗ này toàn bọn dìu. Ui, đạp bọn dìu sướng lắm.